Triển lãm quốc tế da và dạy Việt năm 2014 sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 tại sảnh A1, Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Sài Gòn, số 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm thu hút 160 nhà sản xuất, cung ứng đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ như Argentina, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản. Điểm nhấn của triển lãm lần này là chương trình trình diễn các sản phẩm da dày túi xách để giới thiệu các bộ sưu tập xuân hè mới nhất của các hãng sản xuất trong xu hướng chung của năm 2014. Lễ hội mô tô Việt Nam lần 2 cũng tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế SECC vào cuối tháng 7 này, những tín đồ yêu thích mô tô được dịp tham quan và thử sức cùng lễ hội mô tô Việt Nam với quy mô hoành tráng và đặc sắc. Tâm điểm của VMF 2014 vẫn sẽ là sự hiện diện của các mẫu xe mô tô nổi tiếng như Ducati, BMW, Yamaha, Honda, KTM, Benelli, Visitor Motorcycle, thương hiệu Việt, v.v. VMF 2014 cũng đem đến cho khách tham gia cơ hội chạy thử hơn 12 mẫu xe của đủ phân khúc, dòng xe của các hãng xe nổi tiếng. Đặc biệt triển lãm xe đạp của sao Celebrity and Bike cho phép khách tham quan mục sở thị những dòng xe hàng khủng của các ngôi sao trong giới showbiz và nghe những lời chia sẻ đầy quý báu về thú chơi xe của họ.